nay một buổi chiều và là rất là đẹp, hoàng hôn phải không Vi? Dạ đúng rồi, rất là mát. Thì hôm nay Phước Sửu và Vi sẽ phân tích cho quý anh chị một vài cái thông tin về những cái gọi là dự án mà gọi là nổi bật nhất tại khu Nam luôn. Dạ đúng rồi ạ. Nó có tên là Chay Gay Nhà Bè. Đúng rồi. Thì trước khi và phân tích kỹ về đô thị này thì mình nói đến một cái khu đô thị đã hình thành và phát triển lâu đời rồi. Dạ. Và được rất là nhiều cư dân đón chào và những nhà đầu tư xem đây như là một cái gọi là một nơi đáng để đầu tư và sinh cư lạc nghiệp lâu dài. Dạ. Thì Vi có thể là phân tích cho cả nhà ở đây biết được là dự án đó mang tên gì không? Dạ, em đoán chắc là Phú Mỹ Hưng đúng không anh? Chính xác, đúng. Dạ. Rồi, đó là Phú Mỹ Hưng. Thì như mọi người biết đến, Phú Mỹ Hưng có tổng quy mô lên đến 400 hectare. Dạ, 400 hectare. Và như Vi phân tích và khi trước giờ là Vi đã gọi là giao dịch rất là nhiều tại khu Nam và Phú Mỹ Hưng, thì Vi có thể điểm qua một vài cái thông tin về Phú Mỹ Hưng để cho quý chị đang nắm rõ được hay không? Dạ. Phú Mỹ Hưng lúc trước là một cái khu đô thị đầm lầy, với cái chủ trương của chủ đầu tư là biến cái khu đầm lầy này thành một cái khu đô thị lớn bậc nhất Nam Sài Gòn. Thì Phú Mỹ Hưng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng dựa trên một cái tính rất là nhân văn, đó là chủ đầu tư sẽ hy sinh cái lợi ích kinh tế của họ để mà họ xây được một cái cộng đồng, một cái khu cư dân đáng sống, và nó rất là thành công. Và kết nối với cái sự thành công đó là để kết nối từ quận 7, từ Phú Mỹ Hưng qua thì sẽ có những cái thành phố, những cái khu đô thị tiếp theo kết nối. Đó là khu đô thị vệ tinh phải không? Dạ đúng rồi. Kết nối dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ là dự án Chay Gay Nhà Bè này, và một vài dự án ở dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh, ví dụ như là Miyuki Nhà Bè, Miyuki Bình Chánh, hoặc là chung cư Terra Rosa hoặc là chung cư Hạnh Phúc. Thì dọc cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này, em xin phép quay lại, dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ có hai cái dự án, đó là GS Metro City và dự án Celesta City. Dạ. Thì như Vi phân tích thì Phú Mỹ Hưng họ tạo nên một cái lõi trung tâm, và từ cái lõi trung tâm thì khi mới là chỉ là đầm lầy thì không ai biết đến đây là một nơi gọi là lõi trung tâm nữa, mà chỉ là vùng sâu vùng xa. Mà sau khi gọi là Phú Mỹ Hưng phát triển rồi, đạt đến một cái cảnh giới là cực kỳ đẹp rồi, thì mọi người biết đây là một cái khu đô thị đáng sống, và họ lấy Phú Mỹ Hưng làm cái tâm điểm phong vị. Dạ đúng rồi. Chính xác. Thì từ đây Phú Mỹ Hưng sẽ là một khu đô thị bậc nhất, và tất cả những cái khu đô thị xung quanh mà như Vi đã liệt kê gọi là khu đô thị vệ tinh. Dạ. Thì GS Metro City này sẽ muốn trở thành là cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng thứ hai. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Tất nhiên rồi, Chay Gay Nhà Bè hay còn gọi là GS Metro City trở thành một khu đô thị thứ hai. Bởi vì sao? Nó có những cái tiền đề như thế nào? Vì có thể phân tích cho cả nhà biết được về cái quy mô tổng thể và những cái cảnh quan và những cái thiết kế của Chay Gay Nhà Bè mang đến cho khách hàng một cái khu đô thị là trung tâm tại Nhà Bè này. Yeah. Khu GS Nhà Bè này có diện tích tổng là 350 hectare. Đúng rồi. Dạ. Và sẽ có sắp xỉ Phú Mỹ Hưng là 400 phải không? Dạ đúng rồi. Và sẽ có 3 phân khu chính. Yeah. Dạ. Là phân khu River và phân khu Edu, và phân khu thứ 3 là phân khu nó có 3 là Liner. Dạ. Rồi đúng rồi. Nó sẽ có nhiều phân khu, trong đó là một phân khu như bà Phước Sửu và Vi đang đứng thì ở đây là một cái gọi là phân khu Zion River Country One. Dạ. Thì cái phân khu này gọi là phân khu đầu tiên, trong này nó khoảng là 17.8 hecta, trong này nó khá nhiều là shop house này, biệt thự này, nhà phố và những cái dinh thự sát bờ sông. Và cạnh cái phân khu Zion Edu County thì có phân khu là Zion River County One, thì phân khu Zion Edu County thì phân khu này phải gọi là trường học. Yeah. Về giáo dục. Thì ngoài ra thì còn có những cái phân khu nhỏ khác nữa. Yeah. Thể sẽ về gọi là chức năng gọi là kinh doanh buôn bán, rồi văn phòng tòa. Yeah. Nhà cao. Yeah. Ốc thì rất là nhiều cái tiện ích, và sẽ gọi là đặc thù từng khu luôn, để cho quý vị khách hàng tha hồ lựa chọn đây là một nơi gọi là đáng sống.
Ồ, vậy là hiện tại mình chỉ đứng mới có một cái phần nhỏ của cái phân khu 1 thôi đúng không anh Sửu? Đúng rồi, chỉ một phần nhỏ thôi Vy. Nhưng mà mình đã thấy cái landscape thiết kế của chủ đầu tư GSENC này nó nổi bật như thế nào. Và cái cách thiết kế cảnh quan nè và cảnh đồi nè, những cái kết hợp với sông nè, như Phước Sửu và Vy đang đi dạo cái bờ sông. Bờ sông ở đây tuy là mùa nắng đó Vy, nhưng mà chủ đầu tư trồng khá nhiều cây xanh. Nó đang gọi là vừa mới trồng thì nó cũng không được là tươi tốt và xanh lắm, nhưng mà sắp tới thiết kế những cái loại hoa này á, sẽ trở thành một cái công viên bờ sông cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, và khách hàng ở đây có thể là chiêm ngưỡng và nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, giống như một cái gọi là resort 5 sao tại trong lòng của khu đô thị Sài Gòn nhà bè. Vì em thấy cái khu này cái mật độ xây dựng khá là thấp, mà đi xung quanh thì nãy giờ khoảng công viên nối dài trực nối từ bờ sông nối vào công viên và sát ngay cái khu nhà ở của khách hàng luôn. Rồi thì để có nhiều thông tin hơn nữa để mọi người biết đến Sài Gòn nhà bè, giống như mọi người đã từng biết đến Phú Mỹ Hưng. Và chọn được nơi đây là một nơi gọi là đầu tư an cư lạc nghiệp và có những cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị lựa chọn. Đây là một cái sản phẩm đầu tư xin lợi. Thì quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu và Vy theo cái số hotline bên dưới, chúng mình sẽ là cung cấp nhiều thông tin hơn nữa về những cái gọi là giai đoạn mở bán ship tiếp theo của chủ đầu tư. Và đồng thời những cái sản phẩm sang nhượng có cái giá cực kỳ tốt của những anh chị đang cần bán ra. Rồi. Xin chào.